rồi anh ấy sẽ qua khỏi thôi mà mẹ. Một nghệ sĩ múa một đôi chân gãy nát thì còn gì nữa con. Giả danh cảnh sát cơ động đi ăn cướp, đi chấn lột rồi. Hả? Cầm lấy. Không phải. Tao là tao chịu, tao đi tù được. Thằng Nam không thể đi tù được. Thằng Nam không thể ra trước vành móng ngựa được, anh có hiểu không? Không thể khác được đâu mẹ ơi. Lặng lẽ luôn bên con những khi chờ gió chờ mưa, từng bước đi con sai cha đưa lại. Mai biết con đâu hay tóc mai bạc mắt sương mờ, vì dõi theo vì ngóng theo con từng giờ.